Xin chào quý vị các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với Ado TV các bạn. Hôm nay thì mình đang đi cùng Thùy, cùng cậu Hùng các bạn đi chợ phiên. Đây là cái phiên chợ cuối cùng của năm con gì nhỉ? Con mèo ạ. Năm con mèo, bước sang năm con rồng các bạn. Và hôm nay thì đây là cái phiên chợ ở xã Bạch Hà các bạn nhé. Phiên chợ này thì sẽ diễn ra vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần các bạn. Hôm nay thì chúng ta đi chợ xem có những gì để sắm Tết và xem chợ có gì không các bạn nhé. Ở đây thì hôm nay là cái phiên chợ cuối cùng mà nên là mọi người đi chợ rất là đông luôn. Đó. Ở ngoài đường cũng như là ở trong chợ. Bây giờ thì đây. Cậu đi chợ à? Đi, chúng ta vào chợ đi. Chúng ta sẽ đi vào chợ. Đi vào chợ xem có gì hay không các bạn nhé. Buổi sáng ngày hôm nay thì giọng mình hôm qua uống rượu nhiều các bạn, nó cứ bị khàn khàn, ồm lắm các bạn. Nên là nó không được trong trẻo cho lắm. Mọi người thì đi chợ tấp nập. Đi vào xem chợ Tết có những gì các bạn nhé. Chợ đông nhỉ? Đúng là chợ cuối năm, chợ Tết. Để xem ở đây mọi người bán những cái gì các bạn nhé. Bây giờ bước vào đã. Đó, chợ Bạch Hà. Ôi chóng mặt quá. Như là tụt hết áp ấy. Đi ăn cái gì đã. Chúng ta sẽ đi ăn sáng đó các bạn. Vì ở đây thì đông người bắt đầu chóng mặt hoa mắt rồi. Qua nhiều rượu quá. Cái này là không đi theo nhau là bị lạc nha các bạn nhé. Mọi người đi chợ Tết mua đồ, mua hoa quả, mua gia vị. Ai đây? Lại gặp Việt Kiều à? Mở khẩu trang ra chào cái nào. Đi ăn sáng đi. Bây giờ chen đi ăn sáng còn mệt các bạn ạ. Đây mọi người bán cái gì đây? Trứng vịt đấy. Đây. Nào cho đi nhờ với, chú đi nhờ với. Chen chúc. Chợ rất là đông luôn các bạn, đúng là chợ Tết. Mà hôm nay là phiên cuối cùng các bạn, hôm nay là 30 Tết rồi. 30 Tết. Đến cái chỗ mà ăn sáng đây rồi. Ở đây mọi người bán bún. Mùa này ăn cơm thì mọi người ưu tiên ăn bún vì dễ ăn mà. Đó. À đây rồi. Ăn bánh rán đây à? Ở đây thì có bánh khoai, bánh chuối này. Mọi người dán luôn vào cái chậu này các bạn, hay thế. Vâng. Mọi người dán luôn vào cái chậu này. Cái bánh gì đây ạ chị? Chị cắt cho em cái bánh trưng. Ăn hết một cái không? Ăn không? Phải bán hết một cái mới bán chứ không bán rẻ. Thế à? Không ăn hết thì chị cứ cắt ra cho em. Vâng. Thế à? Ừ.
Cẩn thận nhá, tìm cho Trang cái ghế nào nó cẩn thận tí. Ngồi xuống sập đấy. Hôm nay đi chợ chắc là đi ngắm người đâu. Vì đi đẩy nhau thôi. Rồi các bạn, bây giờ thì ăn sáng đã nhá các bạn nhá. Bọn mình sẽ ăn bánh trưng, ăn xúc xích các kiểu. Cho Trang 2 cái. Trang ăn mấy cái, đăng ký mấy cái? Trang ăn 2 cái một lúc, ăn 2 cái một lúc. Đấy. Mày mẹ dẫn đi làm bóng sao bộ bóng đẹp thế? Từ hôm qua rồi. Hôm qua biết rồi. Đấy. Việt Kiều đi ra ngoài đường phải đeo khẩu trang kín mít. Ê, chúng ta sẽ ăn sáng lại nhá các bạn nhá, không đùa nhau nữa. Mình sẽ lựa chọn bánh chưng các bạn. Ăn bánh chưng cho nó không khí Tết. Xúc xích thì bình thường ăn nhiều rồi. Nói thẳng là từ hôm qua giờ chờ tinh bột trong người đi. Nó hơi dính một chút các bạn nhưng mà không biết là các bạn xa quê, các bạn ở nước ngoài thì có nhớ mùi vị bánh chưng không? Để mình ăn cho mình diễn tả cho các bạn cùng nhớ lại nhé. Ngon quá. Rồi các bạn ạ, à, bây giờ thì có năng lượng rồi. Chúng ta sẽ đi chợ. Chúng ta sẽ đi chợ xem có gì không nha các bạn nhé. Đây là củ gì đây hả Thúy? Đây là củ từ. Củ từ. Đây cho ra một chiếc. Cậu Hùng đi trước cho chị đi sau. Đây mẹ bé nhá. Cậu Hùng bảo là hôm nay đi chợ để đi ngắm gái xinh thôi chứ không mua cái gì cả. Mình thì cũng không có tiền để mua nên là xin chào. Em về trường quay. Qua mắt sửa xe nó loay hoay mãi mới sửa được. Đây em dẫn anh đi tán gái. Nhưng mà anh đi cả chợ chưa thấy cô nào xinh cả. Đây kia, em vừa xinh cả. Ở đâu? Đấy. Đi. Thấy quả nhưng mà nữa. Quay cảnh tắt đường mới hay. Ở đâu nhỉ? Chợ Tết thì bán chủ yếu là quần áo mới thôi. Hồi bé thì rất là thích đến Tết mà. Đến Tết thì bố mẹ mua quần áo mới cho. Thích lắm. Nhưng mà... Dạ. Dạ. Ở trong chợ các bạn nó sẽ... Ở trong chợ đây thì sẽ chia thành từng khu các bạn nhé. Khu thì mọi người... bán thức ăn, khu thì bán quần áo. Đó, ở đây thì là hàng thịt,
có thịt lợn, thịt bò các kiểu. Đó. Giò. À, đây là cái giò thủ đấy các bạn. Giò xào của quê. Giò xào. Chiều về phải làm cái món này mới được. Hôm qua mổ lợn thấy hai cái mặt lợn ở nhà. Bây giờ thì ôi sao đây con? Trong đây là khu hàng thịt. Thịt nhà mình có nhỉ, hôm qua mổ lợn còn nhiều lắm. Hôm nay thì chủ yếu đi chơi chợ mà các bạn. Đó, hàng ăn, hàng này thì sẽ bán bún, bán phở các kiểu đấy. Mọi người đi ăn sáng ở đây các bạn. Đi chợ thì nên đi theo các chị, các em hoặc là các bà. Thì có thể hàng báo 100.000, hô 100.000 nhưng mà các bà mặc cả xuống 40-50.000 được luôn. Giỏi, quá giỏi các bạn. Đi chợ ăn uống. Ơ em trai. Hai. Em trai ạ. Anh à, mọi người đi ăn sáng, chào buổi sáng. Em ăn rồi ạ, mọi người ăn đi. Rồi ạ. Đó, hàng ăn. Quanh đi Quần Đại lại gặp Việt Kiều nữa rồi các bạn. Nhưng Việt Kiều. Ơ, không mua cái gì à? Không mua cái gì à? Đi xem có cái gì hay hay mua. Mọi người đi chợ thì tay xách nách mang. Cái gì cần thì mua, Tết mà. Mai hết hôm nay là hết chợ rồi, người ta sẽ không bán cái gì nữa. Đó. Chợ Tết. Quần áo các thứ. Ui này, vàng này Thúy ơi. Anh chẳng mua cho em cái này, anh chưa có ý quá. Wow, vàng. Đây con. Này. Có mua vàng. Đi chợ mua vàng các bạn ạ. Cái này tính ra là tranh ảnh là mấy ngày Tết là cũng được anh nhá. Giống như trước anh cũng thế cậu Hùng ạ. Trước anh tán chị anh cũng đeo vàng. Thấy thích quá, về sau mới biết là vàng giả. Hóa ra lại bị lừa. Chợ các bạn đông quá. Bây giờ đang bị lạc mất nhau rồi. Cái kìa, ra tận ngoài cửa rồi. Ra tận ngoài cửa rồi. Ở đây nhau. Bao lì xì nó ở đâu nhỉ? Ngoài kìa. Cậu làm gì không? Cậu cấm này anh Phan. Anh vướng anh quay. Ơ, con chào mẹ. Mẹ mua cái gì đấy? Mua súp lơ. Mua súp lơ làm gì? Mùa này ăn thịt nhiều, ăn thịt nhiều, ăn rau. Gửi bánh trưng vào đây. Các đường. Ăn gì cho chị đâu? Chị ngoài kia ngoài. Chưa mua được cái gì mẹ? Chơi thôi. Dạ vâng. Đi chợ chơi, đi chợ ngắm người thôi mà. Hôm nay thì đồ sắm trước Tết rồi, sắm hết rồi. Bây giờ đi chợ đi xem người đó, không khí Tết. Tết mà các bạn, đi ra chợ Tết thì cảm thấy vui vẻ thôi. Ủa, thả luôn ngầu thế nhỉ? Đấy, cho các bạn xem gái xinh nhá. Thank you.
Mua mấy cái đây? Ôi mua mấy cái đấy? Mấy cái phải cho nó chơi mà. Cẩn thận. Đi chợ Tết. Ở đây có dàn chị đẹp đi chơi Tết đây. Các cô gái đi chợ. Chị bán hoa xinh đẹp. Em quay phim chị bán rẻ gấp đôi cho em nhé. Rẻ gấp đôi nhé. Chưa rẻ nhé. Định mua hoa nào? Thế. Hoa này để bàn nước thôi. Hoa này xấu. Hoa đi. Kìa. Lấy chậu cúc đi, còn chậu cúc. Còn mất chậu tím kìa. Còn lại là người ta mua hết rồi chị? Không, còn lại là còn có khác. Đi ra đây mà con. Ở ngoài này là hoa chưa ai lấy. Còn nụ. Lại gặp nhau. Ơ đâu gì đâu nhỉ? Thí ơi. Đây là cái gì đấy? Cây này là cái gì? Đồ thắp hương. Cái này là cái gì đấy à? Để làm gì đấy anh ơi? Cái này để làm gì đấy à? À ăn trầu đi. Dễ xẹt, dễ khoai. Cái này thì biết rồi, còn cái này chưa thấy bao giờ. Vâng ạ. Ăn cùng với chầu à? Nói thách đấy bà. Bình này bao tiền bà? 70.000 một cân ạ. Bình 70.000. 7.000. 7.000 thôi. Có 7.000 thôi. 7.000 cái bình này à em? 70.000. Nếu bán 50.000. Cô lấy cây nhá. Đi chợ đi theo các bà, các bạn, các bà hay mặc cả hay lắm. Nếu mà cháu bớt được thì nó bán hết lâu rồi. Cho em lấy cho em hai tệp là 260 ạ. Đúng rồi, mua lì xì. Tên lì xì trẻ con. Em mua cái gì nữa không? Hai cái này thôi gì? Một tệp này bao nhiêu cái? Đây chú cho vào đây. Thích cho vào túi của cô này cơ. Thế à? Không thích. Ở đấy thì được cái đấy. Câu đối ngày Tết các bạn sẽ đặt ở bàn ở trước cửa nhà hoặc là ở bàn thờ rất là đẹp luôn. Ngày chợ này thì đây. Các bạn trẻ rất là năng động luôn. Đi mua đồ về bán Tết kiếm lời. Mình không ngồi bán được. Dạ vâng. Bên trong này có bao nhiêu cái này?
cháu bán cả lọ mà cô. Nhà cháu bán cả lọ luôn. Combo luôn à? Em chín ạ. Đang nhìn hoa đang bảo là mua thì được rồi đấy chị. Ừ, anh cảm ơn nhé. Đã trả tiền đâu? Hả? Trả tiền được để cho anh chín ạ. Thế tưởng mỗi cảm ơn xong thôi đi thôi. Thế à? Xong rồi đấy, đi thôi. Chúng ta sẽ đi mua hoa, đi ra đây. Chúng hoa cho em đi à? Ra đây có mấy chị xinh lắm. Em tên là gì nhỉ? Anh Đỗ. À? Tên là Bin. Đây, chào mẹ. Tên là Cu Bin. Hoa này là hoa gì đây em? Hoa này là hoa gì? Nhìn như kiểu hoa giả nhỉ? Hoa giả. Ừ, hoa giả, người giả, hoa cũng giả luôn. Người cũng giả. Đúng rồi, nhìn người như nào hoa như thế. Cậu Hùng mua hoa ủng hộ đi còn gì nữa. 100.000 bó. 100.000 bó cho. Cho cái tát này không? 50.000 bán không? 50.000 bán không? Không. Không mua hoa này à? Không. Không. Không mua hoa này à? Hoa đẹp mà. Hoa đẹp người cũng đẹp nhỉ. Ừ. Nhưng mà anh hỏi em có bán người không? Bán cả hoa bán cả người luôn. Mua thế nào ạ? À? Mua thế nào ạ? À? Người nhưng bán như nào? Nhưng bán như nào? Người bán như nào? Tôi bán theo cân. Cân à? Thế bao nhiêu cân? Bán theo giá lợn hay là giá gì? Bán theo giá trâu. Giá trâu. 230 một cân. Đắt thế ai mua? Không ai mua thì thôi. Hôm nay ngày 30 Tết rồi em ạ. À. Không bán là mai mùng 1 là không ai mua đâu ấy. 150 một cân bán không? Ủa, sảnh một cái là bị lạc nhau ngay các bạn ạ. Đấy, cô Bin thì cô đi chợ sắm xe mới rồi. Năm nay mua nhiều ô tô quá các bạn. Nhưng mà toàn chạy bằng pin rồi, cứ hết pin là thích nhờ. Cái này thì nó bứt rồi á. Biết chơi cái này mà. Biết chơi á? Nó biết chơi đấy. Nó còn biết chơi máy bay ấy. Biết chơi máy bay cao đấy. Trả tiền chưa? Đi thôi. Đi. Đấy, có xe mới rồi. Siêu xe rồi, Bin có siêu xe mới rồi. Bây giờ đi chợ tiếp à? Nay có mua hoa không? Chưa. Có tiền đâu mà mua. Không mẹ bế. Mua gì nữa không? Đi chợ chưa mua được cái gì cả, mua được một cái ô tô rồi. Đấy. Đi, chúng ta đi chuyển đi. Chúng ta di chuyển đi. Nhìn thấy bằng mắt thật. Là đi chợ à? Ờ, anh là fan của mày đấy. À vâng. Em ra đi chợ có vợ tí. Ông ngoại về mổ lợn chưa? Hôm qua mổ rồi ạ. Ừ. Ông ngoại Sơn ấy là trước là học cùng bọn tao. À thế ạ? À? Ừ. Là vâng. Đi chợ gặp chú cũng xem kênh. Chú à. Đi chợ vâng. Chào chú. Rồi.